Dạ, cảm giác đầu tiên của em trong ngày hôm nay là em rất vui sướng và tự hào khi mình là trở thành một phần của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra là lại còn đạt được kết quả cao thì đó là một điều đáng tự hào hơn và là cũng là một cái phần khích lệ tinh thần của em trong những năm sắp tới. Dạ, hôm nay được nhận học bổng UMass thì em rất là vui và rất là cảm ơn UMass đã tặng cho em một suất học bổng như vậy. Và đối với em thì UMass là một cái dự án mà em nghĩ là một cái giải pháp kết nối giữa bệnh nhân và gia đình. Ngoài ra kết nối giữa bệnh nhân cùng với lại cả người khám chữa bệnh và các cái cơ sở khám chữa bệnh uy tín, từ đó là giúp cho việc khám chữa bệnh trở nên suôn sẻ và tốt đẹp hơn, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân. Và em cảm thấy là UMass là một cái giải pháp mà các cái bác sĩ sau này cũng nên học tập theo để từ đó làm cho cái quá trình khám chữa bệnh của mình nó tốt hơn.